nộp tiền không? Cái súng gì ạ? Đi phải bỏ súng ra. Anh chưa nhở? Cho em vào 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 vào. Phải rồi. Vào băng á? Đúng rồi. Đi xe này cho dùng sang hồn. Hi, what's up? Mày đâu đây? Mày đến đây đây. Đóng tiền bảo kê chưa? Không nói gì thế? Đóng tiền bảo kê chưa? Có nói được không? Ơ, mày là thằng nào nhở? Sao mới đấy nhở? Nhìn mới thế? Mới đến đây làm ăn à? 500 đô tiền bảo kê nhá. Để làm ăn đây nhá. Bây giờ như nào? Có nộp 500 đô không? Mình chạy á. Đứng lại. Đứng lại. Nộp tiền hay là chết? Nộp tiền hay là chết? Tao là đại ca băng gấu xám nha. Đã nộp tiền không? Vào đây. Trung quyết. Đến làm gì? Đứng lại. Giơ tay lên, đứng lại. Tất nhiên là có vấn đề rồi. Mày mới làm việc ở khu mỏ đá à? Mày chưa biết tao à? Tao đặt về cái hộp server mới mở cửa mẹ. Thành phố này mới mở cửa à? Nhưng mày đã... Mày biết đại ca hiện tại là ai không? Là tao. Đấy. Mày có đứng lại không? Xuống xe nói chuyện. Đừng có chạy. Mày thấy cái xăng kia không? Đéo nào đây. Xuống xe. Mày đang nào? Ở đi con mẹ bạn mình mà. Vãi lồn. Thằng này nó định chạy ông ạ. Nó đéo đóng tiền bảo kê ạ. Nó đéo đóng tiền, nó đéo nói chuyện được luôn á. Địt con mẹ. Kiểu nó bị câm luôn, nó đéo nói chuyện được luôn á. Còn một thằng địt lại đi ô tô đỏ nữa. Nó cũng địt quẹn nó. Lơ tôi luôn, lên xe nó chạy phóng thẳng luôn. Địt mẹ. Một thằng áo đỏ. Thằng này thằng nào đây? Nói tên còn mãi à mày. Đánh luôn, từ đừng đánh chết nó. Đứng lại, nói tên lên, giơ tay lên. Ơ đi mẹ, bọn đánh quay coi thường ấy nhở. Ơ đi bọn tao lên ông ơi. Đi con mẹ, bọn tao băng gấu xám mày hiểu không? Giơ tay lên. Oh my god. Giơ tay lên. Nào, đi đâu, đi xa vào đây đi. Bố mày đùa. Đóng tiền bảo kê chưa? Biết khu mỏ đá là của băng gấu xám không? 5 lít là mỗi ngày. Nộp tiền đi. Một cành đi. Không thì nằm đây gọi bác sĩ. Nó đi. Đơn giản thế thôi. Anh nói lại. Đây là ai? Đây là bạn mày à? Lợi lên, đây là ai? Thằng nào đây? Mày quen thằng kia không? Lợi lên.
liền đây. Xem nào. Mày biết thằng này không? Sao ông này cầm súng vào ngân hàng đấy? Mộc Cần 1.000 ông ơi, 1 cành là 1.000. Mộc Cần là... Thôi thôi, là nhiều. Là thôi một thôi. Tôi cho bây giờ nói chung lấy 5 lít rồi đấy. Ok. Ngày mai tính sau. Hôm nay lấy 5 lít thôi. 500 đô. Gửi sang luôn đi. 5 lít cầm 1 trong này thôi. Không lần sau đi vào chưa đến cửa là chết. Ngoài đấy là không lấy được. Nhớ tên bọn tôi nha. Xin gung và tay chơi. Em còn có một lít à. Cái gì? Còn bao nhiêu? Ngân hàng đây rút bao nhiêu trả được. Hôm nay đến đây bán vàng, biết bán vàng xong được bao nhiêu không? Giá vàng nhá, giá vàng. Đây. Bán còn nợ ngân hàng mà bữa chơi ngu đúc gì đó cái gì 2.500 gì nghe tao không lằng nhằng với mày ngàn. Luôn địt mẹ mày nộp 5 lít ra thì được đó. Thì được đi thì mày mẹ bán vàng ở đây được đi khai thác đá một lít à một ngày một lít á bạn đâu vậy thằng đấy chuẩn bị thu thằng đấy làm đệ tử ông ơi. Bạn nhận đấy, được em một còn kim cương đây. Rồi nó nộp một kim cương rồi coi như ok à. Ok. Mày tên gì nhở để lần sau còn biết tên gì chat lên mà. Em là tên Hỏa My. Hỏa My tắt đến ok. Ok, hoạt động một ngày này nha. Lần sau đến đây cứ thế nha. Trong rồi thì tôi đi làm một súng nữa. Đây, mày nhìn này Hỏa My mày nhìn thằng này à. Tác phẩm của chạy này. Nhìn thấy chưa? Đi còn mà đi làm khẩu súng quay lại đây làm súng đấy đi mua súng đi cháu đâu chuyện rồi đúng không nói được chuyện thì cứ đưa đó, tao xin giới thiệu đi. Trước tao là chùm băng lô xám đây là huynh đệ của tao bây giờ mày đến đây mày khai thác mỏ đá hiểu không một mỏ đá là thuộc quyền sở hữu của tao về nộp 5 lít mỗi ngày cho bọn tao bảo kê ở đây hiểu chứ rồi hay là mà muốn nào hay là muốn ăn một viên đạn lục 5 lít hay là nào nói luôn nói đi đơn giản này từ từ cái này bán thăm vàng đi từ từ năm lít là bao nhiêu nhở 500 đô nghe đi ok để em rút tiền đã nhớ tên tao nha tên tao chưa muốn làm một khu mô đá đóng 5 lít mỗi ngày thì nào xin gom nha trường mỏ đá nha thì mấy cái bằng gỗ xám nha mà. Mấy pha đi okay. Cái gì à, không gì đâu rồi đi sang đây từ từ để em tìm hàng chuyển khoản được à xịn đi nhở làm cái thuốc đi thuốc không cho em xin điếu ạ này từ từ anh châm đâu rồi hút đây ok anh nhá anh chuyển, có thể nào chuyển khoản chưa nhở cho em vào khỏe rồi anh vào băng á đúng rồi anh mày đến với thành phố này được bao lâu rồi em ở đây có tháng nay rồi anh ạ lâu ấy nhở làm những công việc gì yeah. Em thì đào mỏ nè rửa tiền này rửa tiền cũng làm nhưng rửa được đồng nào chưa hay là toàn bị bắt em rửa rồi để được 16.000 nhưng mà đừng kể cái là cái chạy xe ẩu quá anh nó tông mẹ em chết luôn ạ chết thế là cảnh sát đến bắt cả tiền luôn ạ à anh ơi anh cho em vào bang với cho em vào hội với để xem tình hình nào bây giờ mày ra mày thôi mày đứng đây cùng anh tí nữa thằng nào đến
Mày hiểu cách làm việc rồi chứ? Ok Tí nữa sao rồi đấy. ok anh, ok ạ. Ok, thì mày làm việc được thì anh sẽ cho vào. Đang đang tin gấu xám nha, Shigum cầm đầu nha. Ok ok anh. Đây 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 đây, nộp chưa, nộp chưa? Nộp rồi, nộp rồi, nó đang xin vào bang. Đây, Ok. tay chơi là nhị ca nha, Mất tổ rồi. đại ca là Shigum nha, nhị ca là tay chơi nha. Nhớ chưa, nhớ mặt chưa, nhớ bộ quần Ok áo. anh, ok. Xin chào Nhị Đây ca là nha. băng mafia nha, nhìn rõ chưa, Ok anh. mày vào hội phải thay bộ quần áo giống mafia, hiểu chưa? Bây giờ chờ thằng nó đến Ok đây anh, tại rồi mày làm việc cho anh xem thử. Được thì vào thu 5 lít thôi vì bọn này nó cũng nghèo, chờ mở rộng địa bàn sang nhiều khu vực khác thì tăng giá. 5 lít làm thấy ít ít anh. Rồi ít thì đi Thấy thôi, thu mẹ một sao ca sao đi. ít rồi thì người ta còn làm ăn mình cũng giữ lương thiện, Mày mày có thấy phải thằng là ngoài giống bằng cái à, này lúc đâu. mày đến đây thằng xe máy ngoài kia chết chết hình như nó chết mẹ đâu rồi. Thằng đấy là thằng đầu tiên Tôi chạy bảo không, này, tôi bảo này, anh bắn chết con thằng mẹ nào mà luôn. bật đấy đừng đừng bắn nó. Ra ngoài cửa đứng đi, trong này kiểu nó sẽ không nhìn thấy. Ra ngoài cửa đứng, ba anh em mình đứng đây rồi, đây 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 đây. đây này, 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 À thằng này đứng ngoài nó nghe, giơ tay lên, giơ tay ít con mẹ. Giơ tay lên ở trong, rồi vào trong, vào trong, vào trong, ở ngoài này thì phải vào đây, vào vào trong, đây, vào trong vào đây. đi Mày ăn cướp hay cái gì ấy? đi vào trong. Nó có súng chưa? Đi phải bỏ súng ra đi con mẹ, dám cầm súng. Cần gọi cứu thương không? Mẹ thằng lồn này. Cần gọi cứu thương không? Băng của tao là gấu xám nha, nhớ tên nha. Bỏ cái khu này, đến đây thì bỏ súng ra, được chưa? Hiểu chưa? Gọi cứu thương, gọi cứu thương, có thể 5 lít nha. Cháu biết, nó rút súng, nó định chơi, tôi bắn luôn. Bây giờ bác sĩ đến giết luôn Ok. bác sĩ, không là nó cứu thằng này đấy. Ok, bây giờ xem Nó có nào. súng lại, nó chơi mình ấy. Tuấn C ơi, nghe thấy nói không nhỉ? Ông nói chuyện nhiều thì mẹ ơi, bác sĩ đến không cho cứu. Bây giờ nộp tiền bảo kê ở khu này hay là đi con mạng không muốn sống nữa, nộp tiền thì gọi bác sĩ đến. Bác sĩ đâu đây, đâu đây, đâu đây, bác sĩ đến thì nguy hiểm, không cho Ok. cứu không. Ok, gặp bắn chết con mẹ mày. Ok, thế ok, nhớ bọn tao nha, Thế thì ok, mà lại ra bệnh viện, nhớ bọn rồi tao tiếp. nha. Tên tao là Shingum Không không, được 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 Chùm cam bình mình có băng mạng gấu bạn đấy. xám Bác để bạn sĩ tao. tu sợ gì ông ơi. Đéo, bây Địt giờ con mày, mẹ bác mày. sĩ cho mày, mày lại có súng à, đúng Đúng không? rồi. Bây Mày giờ cơ mày bản phải mày có chết. băng thì mày địt con mẹ mày, gọi băng mày đến đây luôn. Bọn tao tiếp Bọn luôn. tao đã thầu cái này rồi, ok. Ok. Bọn tao địt mẹ băng gấu xám, chùm khu mỏ đá, ok chưa? Đến bán đá ở tiệm vàng là sẽ gặp bọn tao hoặc là bất cứ chỗ khác liên quan đến đá rồi chứ. Này, ai có đến 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 thu đập đá không ạ? Thằng nào ơi, đi đâu ơi? Giơ tay lên, giơ tay lên. À, Giơ tay con này đi đâu lên. ơi? À, Bọn bọn đây anh đây, đang thanh anh thì toán, ở đây bọn đây. đứng yên. Giơ tay hết lên. Đứng yên. Người ta Đang thanh toán ở đây. Bây giờ thằng này không cứu vội. Cứu là anh bắn này. Tôi là bác sĩ Bác mà. sĩ bị bắn giờ này, đang thanh toán nha. Nó rút súng bắn luôn, nó chạy đánh luôn. Đấy, không có cứu được ngay. Bọn tao đang bảo kê khu này. Đấy, Chờ này, nó cho cứu cho bác sĩ rồi đi. Chờ nộp tiền Cho cứu đã. cho bác sĩ rồi đi. Đâu đấy? Cho cứu cho bác sĩ rồi đi. Cứu bác cứu sĩ, bác sĩ đây, cứu cô y tá đi. Không được cứu thằng kia. Nghe thấy chưa? Không được cứu thằng kia. Bọn tao đang Ok bảo kê khu này. ok. Cứu đi, cứu bác sĩ đi đi. Từ nói chuyện thu xếp với thằng này đã. Nó nộp Bọn tao tiền không giết nữa, thì bọn cho tao sống cho nó đi. Sao Tuấn đi ngay C, đây, Tuấn C nghe thấy đi không? ngay đây, em đi ngay đây, em đi ngay đây. Đi ngay, lách Ui, em ngay. sợ quá, giang hồ chém nhau em sợ quá. Rồi, em đi 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 ra ngoài. À, Nhưng mà bác sĩ, bác sĩ đứng lại. Từ 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 từ. Một Anh bác sĩ ơi, đứng anh ơi, lại. hỏi bao nhiêu Từ từ, tiền bác sĩ ơi, bác sĩ đâu? Hỏi bao nhiêu tiền hôm nay? Bao tiền á? 1.000 đô. Rồi, Được chưa? mày nãy bọn nói Ok chuyện chưa? quay là 500 rồi. Đàng hoàng 500, Đi năm đang đi quay ok, 500 thoải mái. Đấy, tốn mấy viên đạn à?
Không được, em gọi ạ, gọi được, gọi cứu đi. Bây giờ bọn bác sĩ đâu à? Không được, không được. Bây giờ nhá. Thả thằng này dậy là nó cầm súng nó bắn chết mình ngay. Không được sao. Không? Bây giờ lấy một ca đã. Nó giở súng. Mình có ba anh em mà nó giở súng ra cái bắn chết nó luôn. Đơn giản. Tăng cơ chưa? Còn mày trả thù lúc nào tùy mày. Luật. Thế cũng được. Thế không? Không ạ. Không không ạ. Bây giờ nó cho nó mất khẩu súng này, cho nó đi cày lại, cho nên mình thu thuế. Nó đủ thì sao? Ông nói cũng hợp cho lý. Số thằng này tận rồi. Được được được, ông nói cũng hợp lý đấy. Đứa nào đây? Còn mẹ à, băng nào? Tên. Tao đây. Băng nào? Hakushi, Kushi, Shishi, Shi. Băng nào? Địt con mẹ. Cái gì? Không có băng, không có băng nào, không băng nào ấy. Tên gì? Không băng nào. Tay lên, địt con mẹ mày. Ai cho mày di chuyển? Tên si, ấp tạp vào từng lời, ấp lời. Chát lên cho tao thấy rõ tên mày. Mày đi đâu? Đi gửi ngân hàng. Đi gửi ngân hàng hay mày là đến... Mày làm đá đúng không? Mày làm đá hay làm gì? Làm đá. Làm mod. Đứng lại, mặt vào tường. Thảo chạy tao bắn chết. Giơ tay lên. Chạy à? Mày quay vào, khu tao bắn chết nha. Đi qua mạng đi chạy. Thôi rồi. Đi mẹ thằng kia chạy thoát được không ạ? Còn phải tôi bắn 2 viên mà trượt. 5 lít mon rồi. Không nói nhiều, 5 lít. Bây giờ 5 lít thì là ok làm việc mình chưa? À đây, đồng chí nào nữa đây? 5 lít thì vào bắn vàng thoải mái. Ok vậy hả? Đúng vậy. Bây giờ tôi bắn súng vào đi. Tại hai ông thì sao? Đó, rút súng thoải mái. Rút đi, thì vỡ đầu là. Rút đi. Rút đi. B như nào, có đóng không? Thằng này đi, có mẹ thằng nó đây. Đóng không? Thằng này đi đâu ơi? Trời. Còn mày úp mặt vào tường, giơ tay lên. X lên. Úp mặt vào tường. Nói nhiều. Giơ tay lên. Mày thấy mấy thằng ở đây rồi không? Thôi tôi đi. Đi đâu? Mày đại vàng gì? Bọn tao bảo kê ở đây. Băng gấu xám nha. Bọn tao băng gấu xám nha. Sinh vụ cầm đầu nha. Đệt là băng gấu xám à. Nhị ca là thì chơi. Nào. Bây giờ nhanh à. 500. Mày có đứng chưa? Đi mày không đứng nữa, đánh luôn. Đứng nguyên không? Chạy. Đùa à? Đúng rồi, té đi, cảnh sát đấy rồi. Té. Đi.